Thưa quý vị, ở miền Bắc dự báo chiều tối và đêm nay, mưa dông có khả năng xuất hiện trở lại, nhưng chủ yếu tập trung ở khu vực Tây Bắc và các tỉnh Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Tuyên Quang, Thái Nguyên và Lạng Sơn. Lượng mưa chỉ phổ biến trong khoảng từ 10 đến 20mm, nhưng trong cơn dông vẫn thường tiềm ẩn nguy cơ về lốc, sét và gió giật đi kèm, nên người dân vẫn cần hết sức cảnh giác. Tuy nhiên, vào ban ngày, Bắc Bộ và một dọc các tỉnh miền Trung vẫn duy trì trạng thái nắng ráo. Riêng khu vực đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng gay gắt với mức nhiệt từ 35 đến 38 độ. Cục bộ có nơi như Hà Nội, Hòa Bình hay các huyện vùng núi phía Tây của miền Trung, nhiệt độ cao tới 38 đến 39 độ, trời nắng nóng gay gắt. Lui xuống khu vực phía Nam, dự báo trong đêm nay và ngày mai, Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn sẽ có mưa. Trong đó khu vực phía Nam của Tây Nguyên như các tỉnh Đắk Nông, Lâm Đồng hay một số nơi ở Nam Bộ như Đồng Nai, Cần Thơ và Cà Mau sẽ là những nơi có khả năng xuất hiện mưa vừa, thậm chí là mưa to với lượng mưa trong khoảng từ 10 đến 30mm, có nơi cao hơn. Nguy cơ cao kèm theo dông sét, gió giật mạnh. Riêng khu vực vùng cao Tây Nguyên còn có thể xuất hiện cả sạt lở đất đá, nên người dân trên các khu vực vẫn cần hết sức lưu ý. Những cơn mưa vẫn sẽ chủ yếu tập trung vào thời điểm chiều tối và đêm, còn ban ngày trên cả hai khu vực vẫn tạnh ráo và có nắng. Nhiệt độ trưa chiều mai ở Tây Nguyên sẽ phổ biến trong khoảng từ 31 đến 34 độ. Trong khi đó ở Nam Bộ, nhiệt độ sẽ trong khoảng từ 32 đến 35 độ. Trên biển ở khu vực phía Nam của Biển Đông, bao gồm vùng biển huyện đảo Trường Sa, khu vực biển từ Bình Thuận trở vào đến Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông cần phải đề phòng các hiện tượng lốc xoáy và gió giật mạnh. Với khu vực phía Bắc của Biển Đông, bao gồm vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, gió hướng Nam cấp 5 và không có mưa dông, nên tầm nhìn xa trên 10 km. Và sau đây là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước.